tay với các con hôm nay. Vừa rồi là phần 1, Đăng Tân có nói sơ qua về các con. Thế sang phần 2. Rồi cô đi lên. Muốn đi đâu là sau phần 2 thì là về phần các con thì là các con cũng rất là muốn tốt. Nhưng mà các con có tốt được hay không thì phần lớn là nhờ các bậc bố mẹ. Thì phần bố, phần thứ hai là Đăng Tân có riêng một phần dành cho bậc bố mẹ. Thì tất cả chúng ta đều công nhận một cái thực trạng hiện nay là con người quá là nặng về hình thức mà bỏ qua cái phần nội dung. Đời sống bây giờ thì rõ ràng đời sống tiện nghi cao hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đấy thì bệnh tật rồi là những cái tệ nạn xã hội rất là nhiều. Và trong con cái chúng ta và cả bố mẹ chúng ta nữa, trong mỗi một người đều tiềm ẩn những cái bệnh gì đấy. Trẻ con bây giờ thì theo Đăng Tân là đang bị bố mẹ bị quá tải công việc, quá tải đi làm, lúc nào cũng vội vàng, không một cái giờ nào mà nghĩa là giờ nào cũng tính chặt cái giờ kia. Mà hiện nay các con quá tải vì học. Trong những ngày nghỉ hè này mà cháu làm cũng khác, đến đây đến nỗi mà bà phải đổi thời khóa ra đấy nhá, mục tiêu khóa năm ngoái nhá là ngủ trưa chỉ có từ 1 giờ đến 2 giờ thôi, cứ cúm đế bà kê lên. Như mà lần này đã ngủ từ 1 giờ đến 4 giờ vẫn không dậy, nó thiếu ngủ mức độ như vậy, để nó thiếu ngủ quá thì chúng nó không học được. Thì cái này thì là có lẽ là các bạn cũng cần xem xét. Và cái thứ hai là khi mà và nó có một cái nghịch lý như vậy, thì nó có một cái nghịch lý trong xã hội như này: người con làm thương bố thương mẹ. Bất cứ con người làm, nhất là người phụ nữ, đều thương bố mẹ của mình, ông bà của mình, và thương đứa con của mình. Và ai cũng nghe được rằng là gạo nứt cuối phường là một cái phương pháp mà có thể chữa những người bệnh viện trả về, rồi là ung thư, gần như chữa nhiều bệnh. Nhưng mà đến khi thấy bố mẹ ung thư thì trả về, hay thấy con bị tăng động, bị tự kỷ, hay là bị bệnh này, bị nọ, bị kia, ai mách ăn gạo nứt cuối phường là đi mua hết gạo nứt cuối phường về, là ra lệnh bắt con ăn, bắt bố mẹ ăn, trong khi bản thân mình không ăn. Thế là tệ nạn rất lớn hiện nay. Bản thân mình không ăn được, bản thân mình cũng chẳng hiểu gì về thực dưỡng cả. Chẳng hiểu là phải ăn thế nào. Thế là bố mẹ thì bắt con cái ăn, nhưng mà rồi là bắt các con mình ăn. Nhưng mà chính bản thân bố mẹ không ăn. Cho nên là thực dưỡng bị oan. Thực ra là thực dưỡng nó không phải là đơn giản là gạo nứt cuối phường. Và nó cũng không phải là một phương pháp chữa bệnh, mà thực ra nó là một lối sống. Thì để bây giờ mà nói về cái đề tài thì nó dài lắm. Thì đây là những cái quyển sách mà Đăng Tân đã để các bạn chụp ảnh. Thì các bạn, bạn nào mà có tâm tìm hiểu ấy, bạn nào thực sự thương bố mẹ của mình, thực sự thương con của mình, có thể các bạn chỉ cần đọc một cuốn thôi. Các bạn chỉ cần đọc một cuốn thôi thì các bạn sẽ đọc cuốn này ạ. Nếu mà để vật lựa chọn trong số này, các bạn chỉ cần đọc hai quyển này. Tức là quản lý nghiệp. Nghiệp đây không phải là nghiệp gì đâu ạ. Nghiệp đây là nghiệp quả, nhân quả, quản lý nghiệp. Và đường là hiểm hạ của tàn nhân ngạ. Bởi vì tên của nó là đường là hiểm hạ của tàn nhân ngạ. Nhưng mà cái ông tác giả người Anh này, ông viết rất là nhiều. Ông ấy tiết lộ rất là nhiều những cái bí mật từ Nhà Trắng, tức là Lầu Năm Góc của Mỹ. Những cái bí mật cách đây hàng mấy chục năm, hàng mấy trăm năm. Và khi có những người bác học này, người ta đã dùng, mà tôi không nhớ chính xác ấy, người ta có dùng một chút đường thôi, người ta pha vào một chút máu của con người, lập tức làm dịch chuyển tất cả các tế bào. Con đường là hiểm họa của tàn nhân mạng. Và bên Nhật ấy, là người ta đã cho 100 em chia làm đôi, 50 em bên này sống bình thường, ăn thịt, ăn trứng, ăn đường, thả phanh, ăn như thế này. Và 100 em này thì hoàn toàn chỉ có ăn theo chế độ thực dưỡng. Thì chỉ trong 10 ngày sau thôi, thì cái tốt bên em ăn thực dưỡng là rất là giỏi và không có bệnh tật. Mà đặc biệt là không đánh nhau nữa, em nào cũng hiền. Và cái tốt bên này thì hữu độc. Có những em hấp thụ được, nó sẽ xảy ra hai trường hợp mà hấp thụ rất đa dạng. Một bạn thì hấp thụ quá nhiều thì béo phì, nhưng một số bạn không hấp thụ đủ lỏng thì gầy đét lại. Và cả hai trạng thái, có người thì rơi vào tự kỷ, người thì rơi vào tăng động. Và hiện nay ở trong số những bạn đây thì có mấy bạn đang có hiện tượng của tăng động. Hiện nay trong số này ít nhất là có bốn bạn là hai bạn thông minh và một bạn con cua và một bạn học thóc đá người đạo kia là đã có hiện tượng của tăng động. Và còn lại thì là
nếu mà hai cái bạn mà bằng tuổi nhau 9 tuổi ấy, nếu mà bố mẹ mà không để ý, mà khi mà các bạn ấy lớn lên, các bạn ấy ở nhà mà toàn mắng con mà ra ngoài đường khi ở tuổi 15, 16 các bạn sẽ bị sa ngã trong tình yêu. Các bạn thấy toàn bị mắng không? Bây giờ có những lời ngọt ngào thì đời các bạn rất là khó. Hai bậc bố mẹ và hai vị 9 tuổi phải hết sức lưu ý việc này, và các bạn ấy lớn hơn tuổi. Hóc môn các bạn ấy hoạt động quá sớm. Thì cái chuyện trong phim mà các bạn được bà ý là đọc bằng tên thích rất thích trong phim tình yêu. Bà đuổi đến làm không được, phát ý mà cái làm biết hết. Thì những bạn này đã bắt đầu tò mò. Thế nhưng mà nếu bố mẹ mắng chửi là vứt, người ta sẽ xem. Nhưng mà các bạn phải có một cái sự giáo dục thực tế. Thì đấy là thực sự dạy con. Cho nên là còn đây nhá, là mình gặp lại có quyển thực dưỡng. Nếu bạn nào chỉ một quyển thực dưỡng này thôi đủ là cẩm nang trong nhà rồi. Tôi quyển đường này làm sạch mạch máu này, minh triết trong đời sống, long đoạn kim cương, bí mật của nước, bí mật của nước. Và hôm nay chính Chí Dũng đi học rồi. Cơ thể chúng mình 70% là nước, nhưng mà hiện nay thì sách nước ngoài ta biết là mỗi người cần uống 2 lít 3 lít là khuyến khích chúng mình uống nhiều vào, nhưng bên thực dưỡng lại bảo là uống ít nước đi. Thế nhưng mà quan điểm của Tam Tông là uống nhiều uống ít thì cũng đều là không phải, mà hãy mỗi người hãy chọn cách uống phù hợp với mình, phù hợp với cân nặng của mình này, cái nhu cầu của mình này. Mình khát thì mình phải uống, nhưng mà có điều là cách uống thế nào thôi. Thường thường đi về là cứ thích khát mà nước lạnh là thấp cổng cộng tộc vào thì nó trôi xuống đây và nó đi ra ngoài thôi, nó không thẩm thấu. Nhưng mà cơ thể 70% là nước. Mà Chí Dũng có nói là trong này người ta nói người ta làm thí nghiệm rồi, nhưng mà Chí Dũng cũng nói là bà ơi con về con lấy 2 cốc nước, một cốc này là họ cứ bắt chiếc bà bảo là con cám ơn bà, còn một cốc con mắng họ thì cái cốc thứ 2 ngày sau nó hôi lắm bà. Thì các bạn cứ về thử thôi. Thì các bạn cũng nên mua quyển này. Hiện nay là nói như sâu nhất hạnh ấy, là chúng mình đang sống trong một siêu thị tâm linh. Siêu thị tâm linh, kể cả là sách vở trong các hiệu sách, được kể các nhà sư mua thôi thì mỗi thầy giảng một kiểu, thầy nào cũng đang đàn thuyết pháp, các bạn cứ phải rối loạn cứ lung tung. Đám ma thì sống vừa, khi sống thì sống vừa sống bãi, nhưng khi đám ma thì kẻ trống rồi là làm có đám ma thì cả người gọi là dẹp đường nữa, còn to hơn cả nguyên thủ quốc gia, cuối cùng chỉ làm cho thần thức láo lạng lên là chẳng đâu đi đâu cả. Thì cái chuyện của người ta có tiếp trước hay tiếp sau, và cái chuyện nhân quả ở lành thì gặp lành, ở ác thì gặp ác, các bạn tin hay không tin thì không quan trọng, bởi vì đây đã là quy luật của vũ trụ rồi, và không tin nó vẫn xảy ra thôi. Thì trong cái số sách này có những sách toàn khoa học thôi đấy, thì các bạn xem. Thì bên cạnh có những sách này là An Tâm rất thích này, đây là sách gối đầu giường này, là minh triết đời sống, là của vị sư tu ẩn trong bên núi Tây Tạng, sau đó vị tu xong rồi vị ra ngoài đời. Vị ra ngoài đời nên là bắt đầu là vị nói những lời nó gần gũi, thì vị nói tác hại của bạn giận thì bạn như thế nào, bạn giận dữ đấy, bạn giận dữ bạn sẽ như thế nào, bạn thù hẳn những người này người kia như thế nào, bây giờ người này giờ đang cần trả giận ai, rất là thảnh thơi. Nhưng mà quan trọng là cái này, nếu mà các bạn đã mua thì các bạn nên mua 2 quyển này, mua là một ghép. Bạn nào không mua được đến đây đang thân không mượn, có điều là các bạn phải đúng hàng trả, các bạn phải đặt cọc gấp đôi. Thì Tâm Tâm không bán, rất là khó mua, để các bạn đọc các bạn trả thôi. Nếu bạn nào mua thì nên mua cặp đôi quyển này. Ngay cả cái từ lăng đoạn kim cương này Tâm Tâm chưa hiểu. Lăng đoạn là gì không hiểu, kim cương thì hiểu rồi. Thì ai cũng biết là kim cương là một cái hòn đá rất là quý và nó rất là rắn, thì nó cắt được tất cả các thứ nhưng không ai cắt được nó, là kim cương đấy. Thì cái lăng đoạn kim cương này thực ra là nó có từ cách đây mấy trăm năm rồi, chứ không phải bây giờ nó cũng có, là do một vị lạc ma ở bên Tây Tạng viết ra. Nhưng mà gần đây nhất là có một vị sư tu đỗ rất là cao, sau khi tu 20 năm rồi, giác ngộ rồi, thì vị thầy bảo là thôi giờ con ra đời đi, con nghĩ con kinh doanh một ngành gì bẩn nhất, thu nhiều lãi nhất. Vị này ngạc nhiên rồi, sao con đi tu rồi mà thầy lại bảo con đi ra ngoài con đi kinh doanh. Thế là ngày sau thầy nói thế nào là cái chuyện đấy rồi. Và vị đó đã mang tư tưởng nhà Phật ra chọn kinh doanh đúng ngành kim cương, đúng ngành kim cương, và đã thu nhập tới mấy triệu là Mỹ Kim, Mỹ gì đấy. Và sau đó ngài đã viết ra quyển này và đã giúp cho hàng triệu doanh nhân trên thế giới thành công. Thì đây là doanh nhân Việt Nam đã chuyển như thế này, doanh nhân Việt Nam đã chuyển như thế này. Thì trong này có những câu hay nhất là những câu mà Đăng
bất cứ thứ gì trên cuộc đời này thì bạn hãy làm cho người khác trước đã. Giả sử như là bạn muốn người khác thấy yêu thương này, bạn yêu thương người ta trước đã. Bạn muốn người ta giúp đỡ mình này, bạn hãy giúp đỡ người ta trước đã. Thậm chí bạn muốn buôn bán giỏi này thì bạn cũng giúp người kia buôn bán giỏi. Thì các bạn mua thì nó kỹ hơn. Đấy, thì mua hai quyển này thì cũng rất là hay. Thế còn là bạn nào không mua được thì đến đây cho mượn. Thì đến thì hẹn. Cái thứ hai là nếu mà hiện nay mà chúng ta không mải chạy theo công việc thì chúng ta sống rất là tự do, rất là tự do. Sau đó thì nói ai cũng sao lại nói ngay con trai của nhân dân con này cả tư bán chứng khoán luôn rất là khó. Cuối cùng thì quá sức thì rất là cái là không đủ tiền không đủ thế vậy. Không cũng may nhờ cái bệnh còn bây giờ là phải cái công chí là cái gì cái con kèm. Thế còn bây giờ thì bố mẹ cứ nghĩ là cái này chạy chạy cho không trả. Con mình đã đi học văn hóa rồi lại thôi đi học bơi. Học bơi thì cũng được. Thế nhưng mà học bơi bây giờ thì đang dâm thấy nghĩ quá thật trời. 6 giờ sáng đi bơi 7 giờ sáng làm gì có nắng mà cháu nào cũng phải đeo gì ra. Đúng là biết không sợ súng. Cái lớp da này nó nguy hiểm lắm rồi nó ăn đồ da rồi thì các bạn phải đọc quyển nào nó nói được lớp da này. Đọc quyển nào hàng ghế lôi kim thì đang tâm trong vào trong khu bảy ở đây và trong số này tìm từ sáng không thấy là quyển enzyme và quyển nhân tố enzyme thì các bạn sẽ biết là nếu mà còn tiếp tục cho con uống sữa bây giờ mà để giải thích thì nó làm nhàm lắm. Lúc đấy là một câu là sữa để cho con bò không là những người. Nếu mà con người muốn tiếp tục dùng sữa và tất cả các sản phẩm của sữa thì chỉ có mua là như vậy. Nói thì mình phải thực dưỡng cho nhé. Thế còn thực dưỡng thì không có phân tích, chỉ có ông phải đương thôi. Nếu mà con mình bán thịt thì nó đương lắm. Thì con rau, ăn rau vào thì nó sẽ cân bằng. Đấy. Bây giờ hơn nữa đây này, bố mẹ đòi hỏi con mình ngoan. Nhưng mà trong khi những sản phẩm của con mình ra béo là một này, lười làm là hai này, hay cãi là ba này, lỗi là bố mẹ. Các bạn có tin lỗi là bố mẹ vì bố mẹ phần cũng không hiểu biết, phần vì mặt quá đi làm. Con còn bé thì ép năng được nhanh lên, nhồi năng được nhiều làm cho cái dạ dày nó giãn ra. Đến khi nó giãn ra rồi nó thành thói quen, nó phải ăn nhiều, nó phải ăn nhiều lớn lên, nó ăn nhiều cũng béo dần ra. Thế bắt đầu là không làm chủ được nữa thì nó ăn nhiều thì không bảo nó thì quát nó. Bác nói là mày là con lợn, là mày ăn gì thì ăn lắm. Nó đùi nó đủ dân thì nó buồn, nó chỉ biết tìm đến ăn thôi. Nó lại tìm đến ăn thôi. Mà bây giờ thì suy từ đăng tâm nhé. Mà hiểu với ông Dương nhé, có những cháu rất là lười. Và có những người mẹ rất là lười. Không phải vì người ta muốn lười đâu. Mà vì cơ địa người ta không thể làm việc. Mà còn vì di truyền đấy nhé. Lười có di truyền nhé. Mẹ lười con cũng lười. Mẹ đoản con cũng đoản. Người ta học lẫn nhau. Rồi lại dễ tiếp đời khác. Cho nên rằng là cái việc này là về bố mẹ mà. Nếu mà theo thói quen nhá thì lại gặp lại lớp cũ thì con mình nó trôi trong thế. Thì các bố mẹ không ít thì nhiều mua một trong số những quyển này thôi. Thế nhưng mà bây giờ nhá, nghe xong đây nhá, nhưng mà trong đầu à tao những việc khác thôi. Nó chèn lấp đầy rồi. Không nghĩ được đâu. Không nghĩ được đâu. Cho nên rằng là chỉ biết là đang tâm, chỉ biết là ra là tăng cân không có khỏe đâu. Thì các con trong nhà biết cái bệnh này là cứ một tiếng là nhầm đi nhầm. Nhưng mà nhờ sau phần phù hộ có các cháu mình biết đấy, suốt từ ngày đó cũng đau như thế này có phải đáp bị bình thường cũng vừa là hôm qua các cháu đi đóng trên thành đây để làm cái công việc gửi cho mà quay lên là gửi các bậc bố mẹ, gửi các bậc bố mẹ phải có cái suy nghĩ đi, cũng có một cái suy nghĩ đi. Thì làm sao là mình cũng phải có một cái người biết. Chứ bây giờ không phải là cứ nuôi con làm sao mà cho nó ăn được ngon, cho nó mặc thật đẹp, cho nó đồ chơi nhiều, rồi cho đi du lịch, rồi nó muốn học cái gì được cái đấy. Nó học cái bộ lão nó có cam nổi không? Nó có cam nổi không? Nó nào cái về hát hết ra thì các bạn chỉ làm con các bạn vui rồi rồi. Thế đi học thì các bạn muốn các bạn là phải chạy đua, là phải bằng chúng các bạn, để kém các bạn cũng phải dùng. Học phổ thông kém về cũng bị ăn mắng. Thế tự nhiên tạo một cái phong trào là bằng giảng thành tích giảng. Học sinh nào cũng tiên tiến, học sinh nào cũng xuất sắc, trong khi người ta tin là cháu rất rõ ràng. Cháu làm vơ vào ra. Thì những điều này các bố mẹ cũng rất là vì hiện nay là sinh viên chúng
các con ấy ha, các mẹ cũng mắc bệnh, mất vệ sinh rất là nhiều. Các bạn nghe, các mẹ nghe trước quên sau, các mẹ 50, 40 trở ra là quên rất là nhiều. À, đi đâu thì môi son má phấn, nhưng mà về cứ thử này, cứ thử là rửa sạch đi, phá hết lớp son phấn đi, một cái cân sắc đã rời có không được, lành cũng chẳng làm đúng, mệt quá ngủ 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 các bạn gì gì là ngủ ngủ một cái hết giờ này các giờ khác không gọi là ngủ nước hạ thần kinh lắm. Thế xong rồi giờ ngủ tổn thay đổi hết đồng hồ sinh học, giờ ngủ thì giờ người ta đi ngủ thì mình thức, giờ ta thức mình ngủ, giờ người ta đi ngủ thì mình đi ăn hỏng hết. Cho nên là các mẹ là vì cái tương lai của các mẹ, vì tương lai các con thì sau cái đợt này mong rằng là mấy mẹ cũng cố gắng để mà có những chi tiết đấy. Thế thì là đây là cái điều mà mong rằng các bố mẹ hết sức là cho phép và đang tâm xin tha thiết cuối buổi tất cả các bạn được tâm sự riêng với bạn, mỗi bạn đều có một buổi tâm sự riêng với bạn. Ngày xưa đang tâm mong lắm, mong lắm để làm con hiểu được con mình. Mình hỏi nó cứ nói, chỉ mong ai đó là bà hỏi cháu đi hay là chị hỏi em hỏi cháu nó muốn gì. Nhưng mà có người không biết cách hỏi, nó không nói. Nhưng mà riêng bà thì bà nói cho con nói đi. Bà là người tu, bà không làm cho mẹ con giận con hay là con giận mẹ con đâu. Bà mới là cầu lối, bà không nói tên ai cả. Nhưng mà con người ai tính tình thế nào từng nhận. Nhưng mà điều mà đang tâm vô cùng ngạc nhiên là khi mà học các cháu là nhà con nào có bố mẹ cãi nhau trừ mỗi hai bạn này, bạn Tuấn và bạn Ngọc Linh này, mà tôi giờ hết từ bé 5 tuổi giờ hết là bố mẹ cãi nhau. Và đến lúc đi hỏi riêng từ cháu thì đúc kết lại toàn bộ 100% các cháu đều nói như thế này nhá, 100% nhá, đều nói rằng là nhờ bà nói bố mẹ chúng con rằng bố mẹ chúng con đừng cãi nhau nữa, bố mẹ chúng con đừng gọi chúng con là mày tao, là mày tao, và bố mẹ chúng con cũng đừng mày tao với nhau. Có bạn nói, bạn mà lên te tái, bạn nói rằng mỗi lần mẹ con nói con là mày tao thì con chui ngay, con đi ngay vào phòng, con đóng rầm cửa lại rồi, con giận bực 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 vì con cảm thấy bị tổn thương. Và các bạn trong quyển Minh Triết này và trong quyển Lăng và Kim Cương này vì nó quá là nhiều thông điệp cũng chuyện các bạn nên là các bạn chịu khó một tí, có nói cái lực vạn vật hấp dẫn, lực vạn vật hấp dẫn. Khi mà bạn nào chửi con là cái đồ của lợn này, các bạn có tin rằng đến một lúc nào con các bạn thực sự được đổ lợn các bạn không? Bạn nào chửi con là phải chết đi, các bạn có tin rằng là hay là mày là đồ ăn hại, các bạn có tin là đến một lúc nào thấy cái điều đó thành sự thật không? Các bạn đều đọc không? Điều đó thành sự thật hay không? Nuôi con rất là khó, khen con nhiều quá thì con sẽ tự tiêu. Những đứa trẻ rất thông minh khen con nhiều, nhưng chê con nhiều quá con sẽ thành con lợn, con sẽ thu chuột hết. Thế đây là một nghệ thuật, nhưng mà các mẹ thì công việc nó cuốn hết, cuối cùng là đến trường thì có một cái công việc. Không hiểu sao bà này có phân tích rằng có lẽ là các mẹ vất vả quá, cho nên là âm thịnh dương suy, phụ nữ đã nắm quyền gần hết rồi, tất cả đều có thông điệp là mẹ giữ không bố, tất cả đều có một thông điệp đều có mẹ giữ hơn bố. Riêng bạn con vua thì nói nhờ bà nói với mẹ rằng, nói với bố rằng bố đừng hãi cãi mẹ nữa, cứ bố cãi mẹ, mẹ không nhịn được làm mày tao với nhau. Bạn con vua nói thế này, bà bảo rằng là bố đừng cãi mẹ nữa, mẹ cãi bố là mẹ mày tao với nhau. Còn phần nhiều là mong bố mẹ bớt, mong bố rất là hiền, bố ôm con không thích bố ôm con, giới tính rồi nhá. Nhưng mà mẹ con yêu lắm, con yêu đa số là yêu cả bố lẫn mẹ, 100% là yêu cả bố lẫn mẹ. Nhưng mà có những thông điệp gửi rằng là mong mẹ đừng chia cách con với bố, đừng mong mẹ đừng chia cách con với bố, và con mong muốn bố mẹ sống chung với một mái nhà, và tất cả 100% là mong mẹ bớt giữ, bớt chửi chúng con, và mong bố đừng gặp cái gì cầm lấy đánh con, đang hút bụi cũng đánh con luôn. Và nếu chúng con sai cái gì thì mong rằng là bố mẹ hãy
chỉ cho chúng con thấy và giao việc gì không nên mắng chửi chúng con. Và là bà cũng đã nói với cháu là các cháu xét lỗi với cháu không, bây giờ mẹ làm việc về sai việc gì cứ ngồi nhìn ra thì các cháu cũng đã nhận ra. Nhưng mà đều một thông điệp là bố mẹ không nên mày tham với các con. Bà đang có một cái điều kiện đây, bình thường thì mẹ con, nhưng mà đã cãi bà quá mà bà không thể nào lý luận bà quá thì bắt đầu bà mày tham để bà chứng tỏ là bà rất là tức. Nhưng mà có lẽ điều này từ những cái thông điệp các cháu bà đã hiểu đã gì được, bởi vì người mẹ cho mình một cái quyền, nhưng mà biết đâu là trẻ con nó không được như thế mà tối kỵ dùng những lời ác độc chửi của con. Mày chết đi, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày đây, tao chỉ muốn giết mày thôi. Đừng thế, cố gắng không nói những cái lời thế bởi vì bạn được chỉ dẫn. Và nhất là những bạn có con đang hiện tượng tao động là không được đánh, lúc đó thì ôm ập bạn. Như hôm nọ là bác Hiền đã chứng kiến cháu tao động, cháu lên cơn điên, cháu nghiến răng kèm kẹp chỉ vì là cái tranh nhau ở phòng tắm thôi. Phòng tắm quy định cho bạn ấy rồi, bạn khác vào, bạn nên là bạn khác vào tiếp, bạn chúng bạn nghiến răng kèm kẹp đến 40 phút đồng hồ. Bà đành phải ra ôm chặt rồi, ôm chặt và thôi xong rồi lau nước mắt, ôm chặt nó bình tĩnh lại. Nhưng mà tất cả bạn đấy đã nhận ra rằng nếu bạn cứ tiếp tục như thế nhé, bạn rất bị điên. Bạn ra đường bạn nhìn thấy người điên rồi, bạn nhìn thấy người điên rồi, bạn rất bị điên, bạn đi nhìn thấy rồi. Còn những bạn mà lười ăn rau thì to bón, nó thối mắt cả người lên cũng biết rồi. Những bạn không nhai kỹ, ít môi nó đen cũng biết rồi. Những bạn ăn không đều, thích ăn cái này là biết hết rồi, các bạn biết rồi. Thì mong là bà để mà duy trì cái điều này. Thế cho nên là bán rất mừng là thôi thì khó tu là không biết là sau này các cháu như thế nào, nhưng mà 10 ngày đúng là bà không thể tả nổi được, vào sụp 1 cân rưỡi và đang lên cân vào sụp 1 cân rưỡi. Coi như là bà không nên không bao giờ ngủ, bà không nên không bao giờ ngủ, tranh nằm với chị Thu An, em nào cũng đòi tranh, nhưng tranh giường này, tranh giường kia, tranh quạt, người này bắt quạt phải chiếu vào mình thôi, không cho chiếu người khác, không được quyền hơn. Thế nên là bố mẹ cố gắng làm sao cho con mình đã có cái khả năng rồi thì cho cái phần khác phát triển đều lên, không khen nhiều quá, cũng không chê nhiều quá, thì là cũng chỉ có thông điệp về với lại bố mẹ như thế thôi. Thế còn bây giờ thì là về phía các con. Có các con nào hứa với bà là về sẽ thương yêu bố mẹ nhiều hơn, một người giơ tay quỳnh anh quay cho bà. Trời ơi tuyệt vời, 100% nhá, 100% có mẹ ghi nhận vào bà nhá. Giơ cao tay lên thương yêu, không cao thẳng tay lên, cứ thẳng tay lên. Đây là những người về thương yêu bố mẹ nhiều hơn nhá, nhớ chưa? Đấy, đây là những cánh tay tình nguyện về thương yêu bố mẹ nhiều hơn. Rồi, bà về có nhai kỹ không? Có. Đây là tay ông có đi lại nhẹ nhàng không? Có. Có ngồi nghiêng lại không? Có. Có ham đọc truyện, ăn cơm không đọc truyện ngay không? Có mà. Nhớ nhá, quay hết vào kia rồi nhá, có cãi lại không? Có mà. Có lên AP không? Có mà. Có nhăn hả con? Có mà. Rồi, cho các đi để ra phần được nữa.